Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được biên soạn với sự hợp tác giữa cơ quan năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực Năng lượng Tái tạo Việt Nam vừa được công bố. Báo cáo đã nghiên cứu và đề xuất một số kịch bản phát triển để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng nhà kính bằng không vào năm 2050. Báo cáo này đưa ra một thông điệp rất rõ ràng là Việt Nam có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết tại COP26. Cụ thể, báo cáo đưa ra góc nhìn chung và dài hạn về kịch bản phát triển ngành năng lượng Việt Nam đến năm 2050, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và gợi mở thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh. Đặc biệt, báo cáo đã xem xét kịch bản để Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông, chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu điện phân. Báo cáo cũng cung cấp một số thông tin đầu vào cho việc thực hiện quy hoạch điện 8, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, chiến lược biến đổi khí hậu của Việt Nam cũng như kế hoạch và chiến lược khác của chính phủ.